tánh nhờ tịnh mới nhìn thiên lý không trao động lòng nhờ tịnh mới nhìn chân huệ không cản thần tâm nhờ tịnh mới nhìn chân tâm như chỉ nguyệt tiểu ngộ còn có chỗ để bàn đại ngộ thật vào chỗ miễn bàn tiểu tu còn có chỗ để học đại tu sợ không đủ sự giác ngộ để nhận tiểu thương còn có chỗ để tranh, Đại thương sợ không đủ chỗ để chứa. Cho nên bậc đạt tịnh biết bỏ hữu dư mà chứa nguồn đại lợi. Tiểu chí cho sự thông thái là thầy, bậc đại chí cho người có lòng nhân là chính đức. Tiểu thanh tịnh cho sự giác ngộ là đường, bậc đại thanh tịnh cho sự thần minh là đại lộ tiểu học giả cho trí thức là thầy, bậc đại học giả cho sự ta tầm, minh sư trong ta mới là đại giác. Tiểu học sợ người hơn mình nên tham tranh, bậc thượng học sợ, không người có trí lớn để hàm thụ nên vô tranh. Bậc tiểu tu sợ mình không đắc đạo nên ham tranh. Bậc đại tu sợ không có người đủ huệ căn để hàm thụ nên lặng trống. bậc tiểu thừa sợ người thông minh hơn mình nên đa văn. bậc đại thừa sợ không người đủ trí tệ để minh giải nên chỉ nguyệt miễn bàn đến pháp ngộ không. như thấy ly nước đầy ngừ bưng bình không dám chế vì sợ nó tràn. giời nó đi thì sợ nó đổ. để nó không ngay chính sợ nó nghiêng không bưng cẩn thận sợ nó rớt. Vì vậy, bậc bưng bình quan trọng hay bậc cầm ly quan trọng trong mỗi thời thiền. Cho nên bậc hiếu thận không nên quá cổ kính làm cản sự văn minh, cũng đừng quá văn minh trị lạc lại thiếu tri nhân để cổ kính. Không để mình quá ngu muội làm cản trở sự thông minh, cũng đừng để mình quá thông minh trở thành hàng xảo trá. Những người xưa để học lại di ngôn, trọng người nay để tầm nhân trí tệ, đó là người biết dùng đạo di chính hành nhân. Sống thật, lại trong hòa ái mới thấy tỉnh lòng, yêu thật lại thân mình mới thấy có thân cao quý, định thật lại quan điểm mới thấy thanh tịnh từ bi nhờ trở lại với cái thật mà chân tâm phát huệ thừa văn thừa văn kinh học để mở đường tâm trong mỗi lời văn là chìa khó thực dụng trong đời sống như ca lớn muốn quá rồng cù như thằng điêu muốn quá thăng thành thiên binh thần tướng đều phải tu và học không để lỡ cơ hội và thời gian của đời người Trời người giác ngộ trong một kiếp có bao nhiêu kiếp đã qua ta từng chưa gặp nhân duyên, ta chưa được bậc chánh ngộ điểm quá. Đời nay gặp được sự chánh đạo, nên theo đó đi về, trong tâm linh hồi quan phản chiếu, sự hiếu thận của bậc giác ngộ để đạt thanh tịnh. Thiên lý lập giác ngộ làm hiếu, lập kiến tánh minh tâm là thận, lập thận theo tự nhiên là đức, đó là người biết thanh tịnh trong đạo hiếu thần làm tròn biết chánh kiến tự đuổi tà niệm của nội tâm biết chánh pháp tự đuổi quan niệm của du đạo biết chánh tâm tự đuổi quan điểm mê lầm đó là bậc biết chánh thức mình trong sai phạm quan điểm của người con có lòng hiếu nghĩa không khắc khác gì trăng sáng trong nhà khiêu tánh đức tự nhiên là đạo làm nhân tài có đức háo sanh có lòng hiếu nghĩa như sự trong sáng của thủy kính soi vào tâm tự nhiên ngộ đạo làm cha mẹ biết thờ tổ đường là nhân biết thiện ái với con cháu là đức biết tu thăng tề gia là đạo hiếu cảm đó vậy ôn thận đắc khiếu tức đạt nhân đạo đắc khiếu để tức đạt nhân hòa đắc tài hoa thì đạt nhân trị đắc lục căn thì đạt thánh nhân quan điểm người không đồng dùng từ ái để khiêm quan niệm người không hòa dùng từ bi để khải ngộ quan tâm người không cầu lui lại để tự nhiên thật có duyên một sự đốn được nhắc ngộ còn vô căn duyên dẫu nhiều đến chỉ uổng lời cho nên thà không nói với kẻ vô duyên, thà không độ với kẻ vô căn, thà không đốn pháp với loại giống khô cằn, vì nó không bao giờ nở nhị. Tắm cho vịt tắm hồi ổn nước, đờn cho trâu đờn mãi mỏi tay. Vì vậy thời gian rất quý cho bậc tĩnh tâm, rất nặng với bậc học giỏi, học giả, rất cần với luyện nhân, rất cao quý với tuổi về già. Không để phí thời gian là bậc trí, không bỏ lỡ thời gian là bậc nhân, không để phí phạm thời gian là bậc đạo. Ai biết yêu thời gian sẽ thành sự nghiệp, ai biết quý thời gian sẽ thành tài nhân, ai biết trọng thời gian sẽ thành lương tướng. Vì thời gian là bạn của hiền nhân, là thầy của hiền sĩ, là số mạng của loài người, là định mệnh của cuộc sống, là tiền đồ của bậc trí nhân. Người có mật thước của thời gian là hiếu liêm, người không để chết thời gian là thiền sư, người không để thiếu thời gian là trí tệ, người không để mất thời gian là thông minh, người biết ổn thời gian là học sĩ. Nhờ vậy, bậc trí thấy thời gian là cha mẹ, bậc nhân trong th trọng thời gian là minh sư, bậc huệ kính thời gian là thượng đế, bậc phật kính thời gian là tổ phật. nhờ vậy thời gian rất cao quý. thiên cơ cũng mượn thời gian để quyền hóa, thần tiên cũng mượn thời gian để công đức, phật tiên cũng mượn thời gian để nhập định sĩ cũng mượn thời gian để thành thăng, tu sĩ cũng mượn thời gian để trí tệ, nhân loại cũng mượn thời gian để tiến hóa. Vậy ai không cao quý với thời gian tức là người thấu lui sự tiến hóa của chính mình. Trời cho người mượn thời gian những bậc đang mượn thời gian nên cung kính để định nhân, nên thanh tịnh để giải nghĩa, nên trở lại biết dùng thời gian vào sự giải thoát để trả ơn trời. Thời gian là cuốn sách vô hình của bậc trí tệ, cuốn kinh vô tự của bậc phát huệ, cuốn sổ sanh tử thọ yểu trong đời người của bậc trưởng pháp. Vậy ai là người không cao quý thời gian? Người già sợ sớm hết thời gian, kẻ tu sợ lìa bỏ thời gian cao quý, bà mẹ mang thai chờ đợi thời gian chỉ tội nghiệp cho những ai có dư thời gian không biết dùng vào sự bổ ích thời gian là sự sống của thượng đế trong mỗi con người là phật tâm trong mọi sự giác ngộ là chánh định trong mỗi bậc thiền sư là sứ mạng trong các nhà trị quốc an dân là đạo lý hành nhân trong nhân tài hiền sĩ là trí đạo trong các quốc gia thời gian là là à, lương tri trong các bà mẹ thụ hứng là sách lược chi dân trong các đức truyền nhân là đức tin trong các người trung quân ái quốc là văn minh trong các kim cổ kỳ quan là đại hoàng kim trong các dân tộc biết dùng thời gian để tăng dân minh đức thời gian là cây kiếm trí để phát thức cho đời là tâm kiếm để định an cho xã hội là ấn thiên để phong thủy thần hòa là xã tắc có những bậc chi dân hiếu thận thời gian là lý công chánh cho bậc chi nhân là lòng thanh lòng cho bậc cách vật là lý tầm nguyên cho bậc trí tri là sự trí độ cho bậc tu thân là đạo thận theo tự nhiên cho các bậc tề gia, là đại đồng hiếu thận cho các nhà trị quốc, là lòng nhân của các bậc xây dựng thái bình để đại hoàng kim chân giàu quốc mạnh. Thời gian là lịch sử ghi công chánh linh thần, thời gian là nguồn nhân ghi công chánh minh trị, thời gian là trung tính ghi công chánh chi nhân. Thánh nhân biết dùng thời gian để tu chính học sĩ, nhân sĩ biết dùng thời gian để khiêu sáng đức của nhân mình. Bạc hành nhân chi đạo dùng thời gian cao quý để đào tạo tài nhân cho nhân loại. An chánh hiền quân để định thiên hạ. Linh giáo chung nhân để dùng người đúng tài hoa và phương quỷ. Nên kim sanh trí để giàu mạnh thiên hạ. Nên nhân sanh huệ để trí tệ thiên hạ nên tài sanh đức để làm mật thước kiến thiết thiên hạ. Lòng người biết quý thời gian để học cao nhân, tình người biết quý thời gian để học trí tệ, xã hội biết quý thời gian, không vào chỗ trị lạc làm ổn thời gian. Bậc trí biết đủ bình lại để an nhân, bậc giàu biết đủ bình lại để dưỡng trí, bậc cao quý biết đủ bình lại để tề gia bậc thầy biết đủ bình lại để tu quấn bậc thiện biết đủ bình lại để vô tranh bậc cha mẹ biết đủ bình lại để hiếu thận bậc thiền sư biết đủ bình lại để phát huệ bậc lương tướng biết đủ bình lại để giết sách lược bậc trị quốc biết đủ bình lại để văn minh nhờ thiên hạ biết đủ để chánh an thiên hạ, người biết đủ là bậc có lòng nhân, là người có căn tu là thiền sư có trí tệ, là người thiền định phát tánh giác ngộ, là lòng chí nhân biết dũng đạo. Nhân biết đủ nhường người nên được kính, bậc đạo biết đủ nhường trí tệ nên được trọng, người biết đủ nhường nhân sĩ nên được tướng, thượng biết đủ nhường tài lộc nên được trung quân tử biết đủ tiếng cử tài nhân nên được trị, tu sĩ biết đủ nhường thánh ngôn nên được thảo hiền, huynh đệ biết đủ nhường áo cơm nên được hiếu thảo, việc đủ người biết nhường người là hiếu thận hành nhân. Bậc cao công biết nhường lời để công mình chính, bậc cao căn biết nhường độ lượng để đức mình linh thông, bậc vĩ nhân biết nhường trí độ để đạo mình quá, bậc hiền nhân biết nhường phương tiện để nhân mình lành bậc công thần biết nhường địa vị để đức mình sáng nhờ mình biết nhường quốc thành nhà an nhường được trên mình là cẳng ý nhường được dưới mình là thẳng ngôn nhường với người bằng mình là giữ lễ nhờ vậy tâm hoa mới trổ trí huệ mới phát sanh khiêm là đức của bậc nhân ái là nhân của bậc nghĩa nhúng nhường là lễ của bậc tài hoa như người thanh nữ biết khiêm nhìn ra rất khéo biết nhường lời nhìn ra thấy khả ố biết tôn ti nhìn ra thấy nhân cách biết nhường người nhìn ra mới thấy bậc tài hoa cái nghĩa cử của bậc chí nhân là mềm lòng trong hàng khả ái làm sáng trí độ cho bậc thượng phong làm sự nhắc nhở cho hàng tinh hoa trong nhạc nguyệt cái hiếu để của người con làm cho cha mẹ tỉnh lòng làm cho huynh đệ đoàn kết làm cho gia quyến trang nghiêm làm cho thông linh thắt tổ làm cho siêu độ cũ quyền cho nên thượng nhờ yêu được cao quý lý tình yêu nhờ ái được cao minh như nhạc nguyệt, hiếu nhờ trung được cao kính trong quốc gia, hiền nhờ thảo được lành nhân trong xã hội. Như đứa con có nhân thì đầy đủ hiếu tình, như đứa con có nghĩa thì đầy đủ trí tính, như đứa cháu có tình thì đầy đủ hiếu để, có phải ở trong nó có tròn, thì trong đó tròn ra. Như lấy lửa thử vàng thật đủ thì phân lượng, như lấy nhân lập đức thật đủ thì hiếu trung như lấy tình lập lại lập vị thật đủ thì trung tính cái đủ ở trong vô hình nó hiển tròn vo bậc chí nhân không tranh thiên hạ chỉ lấy lòng nhân để thiên hạ tánh nhân để thiên hạ lành nhân chỉ việc nghĩa cho thiên hạ độ nhật nhờ đời sống có đạo đức thì siêu quá được thời gian. Như người phát huệ, nghe chuông linh khú giác ngộ lòng, như bà mẹ thấy con thành tài lại an dạ lớn, như ông cha thấy con thành nhân lại an tâm của chính mình, có phải kẻ sĩ biết làm tròn là tròn đầy công đức của mình nhân? Như bậc sư phụ dạy được đệ tử truyền nhân, thấy nó tỉnh lòng thì an dạ lớn, thấy nó trí tệ lại được vui mừng, thấy nó đức nhân như thêm vàng y mã não cho mình, thấy nó thành thánh nhân thì danh sư bừng sáng, có cái tròn đài nào cao quý bằng sự truyền nhân. Bậc đại đức thích thập thiện tức thức lòng nhân giác lục độ tức giác ngộ cho đời siêu Quá như đứa con có nhân biết khiếu để hành, như đứa có căn biết tu để tỉnh, như đứa có trí tệ biết lập thân để tu quá, cha mẹ được đứa con này đại phúc tề gia. Các loại cây kiển xưa ưa thích sang trọng trốn minh đường, để kho nhân trong danh vị, còn loài hoa sen không mùi vị, lại thích gần bùng để luyện tánh trí tệ của chân nhân. Nó không khoe mình, cao nên lập thân trong chỗ thấp, lập trí trong giữa thời không, lập nhân trong sự thanh tịnh, nên nhập thế hay sức thế, linh cảm tùy duyên vô quái ngại. Như thị tánh luôn có pháp tướng tỳ khuôn, để chứa tỳ pháp thí để sanh, tỳ phương tiện để chi dùng và tỳ phong thiên quyền võ sở định cuối cùng không mất chắc như bậc có trí tệ không cầu sự sống lâu mà cầu sự sống có ít quốc lợi dân không cầu sự nhàn cư mà cầu sự hành nhân di thiện tròn đầy công đức không cầu cao sang trị lạc lại cầu dân giàu quốc thạnh trong sự minh trị cho thiên hạ thái bình. Không sợ mình già, chỉ sợ trước khi già không làm được điều gì hữu ích cho gia đình và tổ quốc. Không sợ mình chết, chỉ sợ trước khi chết không làm được điều gì hữu dụng cho đời và cho tổ quốc. Không sợ người ta quên mình, chỉ sợ mình không làm được điều gì cao quý cho người ta nhớ đến mình không sợ người ta bỏ rơi mình, chỉ sợ mình không làm tròn trung hiếu trong cuộc sống làm nhân. Bậc đức tròn tánh trí huệ phát ra, lòng đại lượng tánh khoan chánh sáng lạ, chí trung hòa nhân ái, theo đó phát từ tâm. Trong tánh có từ đức thì dung chánh phát ra, trong lòng có thanh tu thì khiêm chánh phát ra trong trí có trung hòa thì hiếu kính phát ra, ấy mới nói bên trong chứa gì thì phát ra thứ ấy. Như quỷ tướng quân có trí độ trường thống. Quân đốc thúc nhân canh hành học, nhờ vậy phát ra sự mật thước tiết độ đo lường lòng người, phát ra trí lực đo được sức người, phát ra kiên thủ đo được lực lượng bảo an phát ra kiên nhẫn đo được đạo hành nhân chi dụng phát ra liêm minh cho được lòng trung can bảo quốc tề gia có phải người được sức trường thống để bảo an đại định như vị tướng quân có trí độ quân chủ thần minh trong biết chi nhân để đảm nhiệm đạo thần minh của quân thần tá xứ quân có minh trị thì thần phải chánh linh thông phương vị định cho tá thần biết tháo quát tinh nhẹ tiến thối thông hành và định cho sứ thần biết tự lập nhân thể bình trị trên thế đạo tường văn dứ thể đức biết an hậu võ được vậy sĩ biết huấn nghệ lãnh đạo nông biết kế hoạch canh cư công biết văn minh chỉnh lý thương biết bình chẩn kinh thương binh biết trị an nhân hòa bá tánh ấy có phải nhờ vào quân thần tá sứ hiếu thận chi dân thành tựu do đức của vị tướng quân chủ thần minh mà mạnh đức đạo của người làm cha mẹ phải cầu xin trời cho con mình được hiếu thận đạo của sư phụ cầu mong đệ tử mình trí tệ đạo của bậc trị quốc cầu mong nhân tài có lòng ái quốc yêu dân được hạng người này là tề gia chi giáo hành đạo chi nhân quốc gia chi đạo thể nước giàu mạnh thái bình quốc gia được bậc trí tệ như rồng gặp nước phong võ sẽ được thần hòa trí độ sẽ được tu hóa văn học sẽ được tinh hoa tài năng sẽ được lương đóng, mạch nước sẽ được ngọt lành, lòng dân sẽ dứt ai oán. Quân tử như cây đèn ở trên chiếu xuống, cần sự tu bổ bóng tối ở bên trên để trung hòa chánh đức. Bạch tài nhăn như cây đèn, nhỏ ở dưới sáng lên, cần tu bổ bóng tối bên dưới để siêu quá trên được sáng công minh dưới được lành công đức có phải âm dương hiệp thành thái cực thì chánh đức được tròn đầy như cái cây bón phân tu quá từ bên dưới lại nhặt quả ngọt ở trên cành vậy cái nhân được sung mãn cũng là cái chung tròn trong đại ái như đạo bồ tát muốn được hoan hỷ mà không chịu xả bỏ lợi kỷ tam thừa, làm sao đắc ngộ sự thường vui để an lạc. Như đạo thánh nhân muốn giữ thái bình mà không chịu tự do ngôn luận, tự do sợ hữu chủ cho dân, giàu quốc mạnh thiên hạ mới có thái bình. Hễ bóp bụng thì đau lòng, đãi nhân thì ấm dạ, bỏ dị kỷ thì khoan thai, tha kẻ thù thì được tướng, dụng tài nhân thì đại nghĩa, yêu công lý thì dân giàu, tha thù xưa thì bình trị, ái hiền nhân thì quốc thái, mở tự do thì nhà an, cho sở hữu chủ thì dân trí, kiến kinh bang thì quốc phú, giao thương lớn thì giàu nhà. Dân được giàu tự nhiên biết hiếu trung và bảo quốc không buộc người chung với mình cho họ làm giàu họ tự biết bảo vệ điền sản của họ tức họ bảo vệ một phần trung thực của quốc gia không buộc người nghĩa với mình cho họ được trí tệ của riêng họ tự nhiên sự thông huệ giúp cho họ dạy người hiếu nghĩa hành nhân không buộc người phải yêu chỉ riêng mình cho họ có sự so sánh và lựa chọn có người khôn ngoan nào lại không chọn ông chồng có độ lượng và có tài ba và trí tệ để vinh hiển tông môn không buộc người phải kính trọng mình cho họ sống thật với cái nhân di nhân của mình tự nhân họ khiêm ái và theo học hành nhân bậc chánh tinh thần không ép tình thì về sau được thông lý, không ép nhân duyên thì về sau không trả quả. Bạc hiếu thận là tự do lớn trong khối tinh thần. Tự do ngôn luận để giải thoát mẫu, mâu thuẫn, tự do thương canh để giải thoát giai cấp. Tự do nhân quyền để giải thoát đồ trị phi nhân. Con chim nó mọc đôi cánh là muốn bay luyện tự do. Con cá nó được Hó Long là muốn được thăng thiên động thổ trong tự do, vì vậy sức mạnh của tự do là pháp độ bình đẳng để trí tệ. Như nước lúc ở dưới thấp gọi là nước, khi lên cao tột thì gọi là mây, lúc xuống lại gọi là mưa, khi mưa tạnh thì hồi về là nước. Nó ở trên ngọn cây gọi là xương, lặn xuống ao gọi là hồ, chạy theo dòng gọi là suối, vào đại gian gọi là sông, ra tới cùng gọi là biển. Cái đức nhân trong đời sống tự do không khác gì nước, cái quan trọng là người biết độ nước để dùng cho đúng thiên háo địa sanh, nhân dưỡng tùy thời biến dịch, tùy đạo an nhi cho nó trung hòa ngu hay trí cái đó không quan trọng việc quan trọng bậc minh trị biết biến nông thôn thành đô thị hay không hèn hay sang cái đó không quan trọng việc quan trọng bậc minh trị có biết kinh bang làm cho dân giàu quốc mạnh hay không nghèo hay giàu cái đó không quan trọng việc quan trọng hơn là bậc minh trị có biết sách lược kinh thương để hoàng kim trong đại thể dân giàu được là đại hạnh của quốc gia nước nhân trí là phúc lớn của quốc gia lòng người đón nhận sự minh trị là hạnh phúc lớn của quốc gia học sĩ biết tu nhân tích đức là thái bình lớn của quốc gia nhờ vậy nhà giàu quốc mạnh bậc trí thiếu lẻ một đồng tiền yếu lực chí nhân bậc nhân thiếu lẻ một đồng tiền yếu kiến trúc cao sang. Bậc tài nhân thiếu lẽ một đồng tiền yếu kinh ban tế thế. Bậc học sĩ thiếu lẽ một đồng tiền yếu lễ nhạc. Bậc kinh thương thiếu lẽ một đồng tiền yếu vốn đầu tư. Vì vậy, bậc minh trị phải biết dụng cái đức của kim tiền làm giàu mạnh cho dân. Bậc đức không chấp dụng lẽ một để đại đức nhân không chấp nhân dụng lẽ một để đắc nhân nhân tâm bậc đạo không chấp đạo dụng lẽ một để giàu mạnh thiên hạ thiên hạ có giàu mạnh mới sanh chi dân hiền hiếu chi đạo hiền quân chi thần trung nghĩa mà phù trợ cái đại hiếu chung trong thiên hạ bậc trí tệ phải tôn trọng mẫu đức của đồng tiền có được nó kim nhân mới đắt nhất. Bậc trọng phụ phải tôn trọng mẫu ái của đồng tiền, vì nó là quyết mạch lớn trong các quốc gia biết kinh thương tế thế. Bậc nhân chánh phải tôn trọng kim đức của đồng tiền, vì nó là sự bình chuẩn lớn trong đức năng hành nhân chi đạo. Hiếu nhờ lẽ một đạt thảo hiền, tình nhờ lẽ một đạt cao quý, người nhờ lẽ một đạt cao sang đời sống nhờ lẽ một đạt hạnh phúc đồng tiền không có xấu xấu là kẻ sử dụng sai đồng tiền không có thiện ác thiện ác do người tiêu dùng không đúng chỗ đồng tiền là đất nhân của kim mẫu là sức mạnh của kim nhân là cao sang của kim giáo là cao quý của kim bảo là bảo pháp của hoàng kim là chí nhân của hoàng đạo nên bậc đạt, đạt lẽ một phải kim nên bậc đạt lẽ một của kim tiền nên lập đức để năng từ lực lập trí độ để ngăn phiền não lập lòng chánh nhân cho thuận ý trời sanh tử không đáng sợ chỉ sợ mình vô dụng chỉ sợ thiếu đức không ai dùng chỉ sợ thiếu nhân chánh không ai dụng, chỉ sợ sự bất nhân không để đức trọng cho đời. Nghèo không đáng buồn, buồn là thua chí để lập thăng, buồn là thiếu nhân để thành sự nghiệp, buồn là mình thua, thua tâm lực của chính mình, rồi làm biến buông xuôi. Mạnh yếu không đáng ngại, ngại là thua tài lực để chính nhân, ngại là thiếu nghị lực để trưởng nghĩa, ngại là không tròn hiếu đạo làm con, không đủ hiếu nghĩa để làm người, không tròn chung nghĩa để tác đạo. thiện ác không đáng phương tranh, sợ lúc đương tranh mình không sử dụng điều thiện để giải thoát, mình không khiêm ái để con dung, mình không tha nhân để ngôn chính, mình không đủ đảm nhận lỗi của mình để tu sửa thành nhân. Ngu trí không đáng giận, giận là mình có sự thông minh bị thông minh gạt, có đủ khôn khéo bị khôn khéo lừa, có tánh nhẫn nại bị thiếu nhẫn nại làm ngã đổ. Nghị lực và tiềm năng thành ra bại đức. Thương và thù không đáng trách. Đáng trách là mình không đủ trí dũng tha thù, để quá lòng thương. Tha lỗi để lòng vì đại nghĩa, quên tư thù để hoàn trả sự công chính cao minh, và có lúc quên tư tâm để hoàn tất thiên lý, được vậy mới là người thắng mình đại đức chính nhân. Quý tiện không đáng trách mình, chỉ trách mình kiếp xưa không đủ lòng nhân, kiếp nay chưa làm được một điều thiện, và đời nay còn trong sự thiển cận của tâm linh và hành nhân chưa chịu bỏ ác nghiệp ở đời người cho nhân quả siêu quá ở đời người cho nhân quả siêu quá bớt ác là nhân lớn của nhân sinh quan là lòng từ bi lớn của đạo đức là trí độ vị tha lớn của thiền sư để siêu giới pháp là người biết lập đức thiện trong mỗi sự sống biết bớt ác để hành nhân bớt ác trong trí độ để trí sáng ra trong lý đạo để chánh niệm sáng lên trong thiền thức cho trí thể huệ thông giáo trong nghiệp lực cho ý lực sáng lên và sống lại tánh sơ nhi để hoàng hư phục thủy bớt ác như đón nhận được gió mát trăng thanh khiêu sáng tự lòng như vào trong phong thiên thủy quá thanh nhẹ trí tệ, như ngắm mặt trăng tròn đầy và gió biển nhẹ bay vào cho lòng phẳng lặng. Nhờ được vậy thanh tịnh là trí của nhà thiền, thanh ba là lòng quá cảm của nhà đạo, sống vui với thiên nhiên là tánh của bậc từ bi, thường an lạc là thường tâm sanh trí tệ tối của tâm nhờ an tịnh đuổi đi phiền não của lương tri nhờ thanh tịnh dẹp sạch vướng bận của lòng nhờ an lạc rửa trong đến đó tướng và tâm tự ho vô tưởng bậc thanh tâm thấy tướng sự trù tượng nên thường để tâm vô tướng thấy lý là pháp giới trù tượng nên trở lại sự vô ảnh của siêu quan thấy màu sắc là sự trù tượng nên trở vào vô sắc nên sống thật trong đời sống thận theo tự nhiên làm trong tất cả rồi không mình là đại đức học trong tất cả rồi không mình là đại nhân thành trong tất cả rồi không mình là đại giác bậc đắc đạo biết không mình